Rồi, đau đau đau. Đó, cô chú ơi, ba Chay đang cục tóc cho Chay nè. Chay là bữa nay là làm Hồng Hoàng Nhi nha cô chú. Cô chú coi cái outfit của Chay hôm nay nha. Cái áo màu hường, à, Nguyễn Thị Hường. Cái quần màu cam. Không phải này là màu cam gì ta? Phải màu cam không ta? Hay giống màu coral á. Còn đây, đồ, đồ giày yêu thích của mẹ Chay bữa nay chơi giày màu sắc vậy à. Thôi, thấy dữ chưa? Đau, đau, baby, đau. Rồi, đi. Đi, cầm chìa khóa mẹ đi ra lấy xe, mẹ lấy camera vô cho mẹ quên camera ngoài đó rồi. Đi. Đừng đạp dép vậy. Rồi, đi. Bước. Có cần nắm tay mẹ không? Cần sự trợ giúp không? Rồi, đi ra xe lấy đồ vô. À, cô chú ơi, hôm nay trời cũng ui, cũng không tới nỗi nào. Trời ơi, nay chơi một cái bộ, nay chơi bộ quần áo này dữ dằn luôn, phải ra không sợ lạc luôn. Đi. Thanh niên nghiêm túc mà. Đó, chơi đầu tóc nè. Ba chơi cột tóc cho chơi đó cho cô chú. Đi ra xe mẹ lấy cái camera nha, đi. À, dữ chưa? Lon ton. Đi lon ton trong sân có con hương. đi lẹ lên. Đi lẹ đi rồi chúng mày mẹ cho đi ra chơi ra ngoài ra thuyền chơi với bà Xu, lẹ lên. Gì? Mệt mỏi rồi hả? Rồi coi coi. Mệt mỏi giữa chốn đông người rồi hả? Đâu có ai đâu. Đó, cái đó mày chuẩn bị mày gỡ ra giờ nó lon ton len ten biết nó nặng mà mày mở ra giờ đó. Nó tưởng chiếc xe nó bỏ xuống nó gù. Đi ra xe lấy đồ đi. Chốt coi cái tay. Ê trời. Cái tay áo rồi còn sơn còn ấy lên cái như giang hồ không? Gì? Ủa gì vậy? Trời ơi. Đang đi thích ngồi là ngồi. Với đứa Chay là bốn bể là nhà mà cô chú. Thích là cứ ngồi thôi, ngồi như trong nhà vậy đó. Có được không? Trời ơi đếm. Chay mốt giỏi toán lắm á cô chú. Mốt Chay làm cô giáo dạy toán. Chay dạy lại cho mẹ. Trời đất ơi, đứng lên. Ôi, trời ơi, nãy giờ nó làm hù hù là vậy bị sao? Chiếc xe kìa. Trời đất ơi. Bây giờ mẹ mới biết cái trong cái chìa khóa của mẹ có cái chiếc xe màu vàng nên nó ngồi xuống nó làm hù hù. Trời đất ơi. Bởi vậy. Nữa hả? Chạy nữa. Rồi bỏ xe xuống chạy nữa. Đè máy. Lẹ lên kiếm chiếc xe rồi đè máy lẹ lên. Đè máy. Gì? Đè máy đi. Rồi. Ừ. Đó, đè máy đó. Ồ, thấy chữ chưa? Trời ơi, nó như ba nó rồi. Bây giờ nó lấy cái xe là nó hù như ba nó rồi. Bởi vậy, Nguyễn Thị đè máy. Đây, ra đưa chị. Nữa hả? Trời đất ơi, nó cái đoạn đường này mà nó ngồi bốn cái là hết ngày, hết giờ cô chú luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, coi kìa, hù kìa. Wow. Rồi đó, bây giờ đứng lên đi nữa nè. Đây, lại lên. Con mà ngồi xuống nữa chắc mệt. Trời ơi. Thôi, hết đường nói rồi. Thôi, bó tay chấm cơm chấm canh luôn. Bỏ vô hũ chao nữa là mặn luôn á. Trời ơi, chay quá mặn rồi đó. Đi, đừng ngồi nữa nha, ra ngoài tới đây không ngồi nha. Trời ơi, ai tui thua nó. Trời ơi, sao cái xe này đề máy rồi tắt máy hoài vậy? Hả? Sao mà cứ đi ra đi vô về hoài vậy? Hả? Trời đất ơi, chịu nổi đời không? Còn chịu nổi không? Đưa chìa khóa cho mẹ ra, mẹ lấy cái camera, lại lên. Đây nè, mẹ bỏ quên cái camera ngoài xe nè. Đi, lại lên. Chay này, mẹ mệt con lắm rồi nghe chay. Mẹ mệt lắm rồi đó. Cái đoạn đường từ trong nhà ra tới đây nó dừng hả 80 bận. Trời ơi, coi được không?
thôi. Tình ơi xin ngủ yên luôn đi. Đây đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Lẹ đi để mày lấy camera, mày đổi camera. Xe đâu, xe mình đâu? Xe nào? Ờ xe đó đó hả? Xe nào? Xe nào? Đưa đây. Em mày lấy cái camera lại nè. Rồi đó nó lại nó lấy nó thấy trong trống của bà nhà hàng xóm này, bà lấy lại lấy quay trong trống rồi cô chú. Trời ơi. Rồi chó chuẩn bị bước ra kìa. Hi baby. Look at the doggy. He's totally cool. He... Hi sweetheart. What's your name? Jade. Jade. Hi Jade. Say hi. Hi baby. Say nice to meet you. This is McLeod. Đó. Tên gì? Tên bà Lao hả? Hi, say hi to the baby. Chị, nó tên Lao đó chị. Lao nhà, lao cửa vậy đó. Dọn dẹp vệ sinh vậy đó. Say, nói chị, say hi Lao. Hi, 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 hi. Có khi tàu Lao luôn. Trời ơi, rảnh nè, tự nhiên con dẫn chó đây. Dẫn chó ra cho chơi với chị. Hi. Cái này he's là Mr. Cái, friendly rồi, cái này là tàu Lao rồi đó. Chứ mặt lao gì. Ôi sợ hả? Sợ sợ. Sợ. She's scared. Oh, 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 oh. Oh, bye bye. Đó cô chú ơi, chay sợ mặt lao. Tại vì nó tàu lao quá. Tự nhiên cái gà người ta gặp người ta cái nhảy cái tụp 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 tụp. Thấy người đẹp mà tướp 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 à. Hả chay hả? Vuốt tóc mày coi, vuốt tóc mày coi coi, hất tóc lên mày coi. Trời trời trời. Trời đất ơi, lúc nào nó cũng biết điểm yếu của tôi là gì vậy đó. Nó nằm lại dựa vào hay dựa vào vai mẹ. Làm sao? Con sợ hả? Con sợ con tàu lao đó đó hả? Không. Đó coi kìa, coi kìa, thương ghê chưa? Trời ơi, ấm áp không? Đi đi, mình đã thoát khỏi con tàu lao rồi, giờ bước xuống nha. Bước xuống chưa? Chỗ con nằm nữa. Ôi oh, coi mẹ cứ ngắt luôn kìa. Thương lắm. Bây giờ hai cái một cái tay của mẹ đó, một cái tay cầm cái camera, cái tay dưới cũng cầm một cái camera nữa, rất là nặng luôn á chay. Rất là nặng luôn. Cầu tay mình cầm chay. Nặng quá. Xỉu. Xỉu. Chay đi xuống coi chay. Không chịu xuống hả? Trời đất ơi coi nè, coi nè. Có một tay mày cầm cái camera. Ô trời bây giờ thấy chưa cái con mặt lao này bây giờ nó làm chay sợ luôn rồi cô chú ơi. Để nó quay mặt lên trước cho cô chú coi coi. Hả? Quay mặt trước coi. Mũi tay quá chay. Mẹ tắt máy nha. Mẹ tắt máy cho mẹ để mẹ hả? Con đưa tay mẹ để cho mẹ tắt cái máy chứ không mấy là mẹ mệt rồi nè. À. Đây. Rồi. Chuyển được cái camera này qua cái tay kia rồi sẽ tự nhiên tuột đời tôi chi. Khổ vậy trời cầm hai cái camera chi, có một cái con bướm bướm này mà thôi mà tôi cầm hai cái camera để đi quay bướm bướm. Cô chịu đời nổi không? Nè, cô chú nè. Chào cô chú đi, rồi hết tàu lao rồi xuống đi. Xuống. Không chịu xuống hả? Con tàu lao nó mệt ghê thiệt cái chay hả? Xuống, xuống. No. Đây nè, đó, cuối cùng thì chị quay mặt rồi nè cô chú nè. Đi uống cà phê hai chai không? Sắp tới đó, sắp tới cà phê hai chai mình quẹo phải cái là tới cà phê hai chai liền á. Đó, rồi đi lại thăm mấy bằng hữu đi. Mấy bằng hữu đang đứng chờ con kìa. Lại thăm hỏi thăm hung hít gì đi. Cái đi tướng kỳ vậy? Hả? Đi là hỏi thăm bằng hữu đi. Đó, cà phê hai chai nè cô chú. Thôi đừng leo lên nha, thôi đừng. Đừng leo lên. Leo lên chị. Đây nè cô chú ơi, chay nè. Cái gì? Cứ tự nhiên cái chay nè, nó ửa. Chay đi, cho chú say hi. Trời ơi, bắt con bắt vui kìa. Thôi nè. Chị đi đó, đi lại lấy đang thợ bà cố rồi đứng ở đó, đưa lại cái xe đứng trời ơi, có nhiều người mẫu không? Trời ơi coi ấm ba chưa. Trời ơi nói chuyện ai vậy hả? Trời ơi coi bác sĩ. Tự nhiên tôi nói bác sĩ trời. À cái gì đó.
Chay ơi, chay bướm sụp sân khấu nè, dán lên điện thoại bà cố đi. Dạ. Mà ăn đây con. Dạ, muốn nén nè. Rồi tập thể dục buổi sáng đây, tập thể dục buổi sáng làm sao hả? Tập thể dục buổi sáng làm sao? Dạ. Rồi con gái đứa vô duyên không? Cô chú thấy chay bữa nay năng động không cô chú? Quên ngày nào cũng năng động chứ đâu phải có bữa nay. Hôm qua có gì Nhi với Diễn qua chơi vui không con? Hả? Nói mày nghe coi. Đó cái bàn chải nó đang nó dục dưới kìa. Mấy tháng rồi mà. Gì bà ơi? Tháng sau là chỉ đẻ rồi bà ơi. Còn tháng nữa chứ mấy. Bướm đâu? Bướm sinh không? Bướm sinh cũng đa tình đâu. Làm sao? Cho mẹ hả? Cho mẹ bướm hả? Mẹ có rồi. Nè bê bê. Món này nè bê bê. Hả? Lại đây. Lại đây. Nè. Chay bây giờ chán bướm mà cô chú ơi, chay bây giờ chay thả bướm là gọi là cái gì, thả bướm là lơi bơi luôn á. Giờ lại lấy đồng hồ đeo. Trời ơi đồng hồ đẹp dữ ta, mốt đeo đồng hồ đi chơi nha, có đồng hồ số 1 luôn á. Cô chú làm gì được có đồng hồ đó, có mình chay có thôi. Mấy cái cọng thun đâu rồi, trời ơi trời ơi. Con nè, anh này hay quá nè. Cà rá dục tùm lum hết trơn à. Nhiều lắm bây giờ còn có mấy cọng à. Cái gì? Cọng thun quá hả? Rồi coi kìa. Nhiều lắm mà. Open your mouth. Ha ha ha. Open your mouth đi con. À, à. Đó, coi chú coi nó đó. Nó bây giờ nó gành ai bát tám câu luôn, nó tự biết mở rồi nó tự biết ấy luôn, nó đành không ai rành bằng nó. Rành hơn mà cố. Ờ. Mà cố giờ nhà mở nhạc cũng không biết mở luôn á. Coi nè, coi đứng đứng nhón chân nè. Đó. Để gán nó đi, gán đi tuần nữa đi mẹ cắt ngón tay ngón chân nha. À, lấy từng nữa đi nhưng mà móng tay thì cần cắt rồi đó. Bây giờ lấy cái vali nhỏ đựng đồ của các em ạ. Dạ, cái vali nhỏ đựng đồ đó bà hai. Lấy cái vali nhỏ. Bà hai sao gỡ mấy cái này ra luôn đi. Sắp đồ đó vô con luôn. Để ta đã rốt cuộc mình gỡ. Bà hai biết con rồi mà con cũng liền liền dữ lắm. Không, con không liền liền, con chậm. Chậm, đúng không? Đâu có liền liền đâu. Liền liền. Không phải con chậm mà con thích để nó đi từ từ. Cái từ từ bé. Chậm mà chắc là hai ơi. Từ từ chạy đi. Thôi bây giờ mày đi làm nha. Đem áo đầm theo cho em không? Áo đầm luôn, đem hết luôn. Cái gì đẹp nhất trên cuộc đời này đem hết cho chay. Vậy hả? Em bé bữa quên bởi vậy quên nó con nè bé nè không ai phát á đó đó. Bà cố nay chơi cột tóc cái kiểu gì ta? Quay qua quay lại hoài thành ra làm đại à. Cái cột cái kiểu này là kiểu của con rồng phun lửa nè. coi ngồi như người lớn không, ngồi chạy xe buýt bấm điện thoại. Chạy xe buýt tới bấm điện thoại. Trời ơi, mũi nó mất tiêu rồi ta. Xe bếp thì ta ngồi. Ngồi chăm chú vô điện thoại quá luôn. Trời ơi. Ê, bé. Rồi bấm hồi là bắt đầu bị phá cái emergency của bà cố luôn. Phá đi, bà cố không có biết làm đâu nha. Gia tài có một cái á. Để ăn nói á. Thôi nha. À, con bị vô hiệu rồi nè. để chút là tự nhiên nó ra. Để nó nó bấm nó bấm điện thoại mà cũng bị vô hiệu quá. Nó
Nè, alo alo. À, nhỏ này đánh răng nè, con đánh răng giống con đi. Ăn đi. Đó, ngủ à. Trời ơi, nó ngủ đó, ngủ đó. Chưa, cái mở vô, cái bà đi ra cái khóc, cái biết không, bà nằm cái đất á. Cái làm bộ bà khò khò, nhìn như thấy khò khò, cho nên mình yên. Lúc này, hai bữa nay, xanh thật bắt phải nằm. Không có xanh gì thì ta, còn nằm đó. Năm mà năm thường thường giàu mới sinh tật mà bà ơi. Thì tự nhiên con tẻ mà sinh tật gì đây? Nằm trên giường. Con tẻ mang mà sinh tật nha. Nằm dưới đất mà nằm gần cái giường của nó. À, nằm y như là mình đang rình nó đúng không? Ừ. Nằm như mà đang rình rập vậy ha. Nằm bộ mình khò khò á. À. Nó nằm trên giường khò khò nó không chịu. Đây là cô bé bà xạo mà. Cũng khóc. Đây nó nghe nè, đưa cái mặt xa xa ra coi. Trời ơi, chưa. Trời ơi, bây giờ mà nó nói mà mỗi lần mà đi đâu mà có nhạc một cái là nó quay qua nó nhìn Ngọc liền. Trời ơi, nó nhìn Ngọc một cái là bắt đầu nó nhảy. Yêu nhạc mà ha con ha. Mà chay có một cái chay nhõng nhẽo quá cô chú ơi, chay nhõng nhẽo với mẹ. Với bà cố với ba chay không nhõng nhẽo mà chay nhõng nhẽo với mẹ một cây luôn. Cái gì cũng khóc, cái gì cũng khóc. Mà chạy lại, khóc với mẹ không à. Khóc một cái là mẹ đưa, khóc một cái là mẹ đưa, không từ chối, không biết cái đứa từ chối mà. Để nó nghĩ mẹ được. À bà cố, bữa nay mà tham ao á, là tự lại cái góc đó đứng tham ao, rồi cái ba nó kêu nó đếm từ 1 tới 10 mới được ra, là nó lại wow. Nó đứng, nó đếm quanh chu chi cho chai chiếc chai bên A9 trên là bắt đầu nó đi ra liền. Chứ đếm sao lẹ. Nó tự đếm á, ai tin không? Ba nó kêu đi lại cái góc đó đếm tới 10, là nó lại góc đó nó quay mặt vô đếm tới 10. Ủa rồi còn cái chuyện này kể cho cô chú cho ta. Ba nó bắt nó đi vô cái góc đó đứng tha mau. Mà ba nó quên, ba nó đọc cái điện thoại nên là quên đếm luôn. Ba nó quên đếm cho nó luôn. Bà hai cho nó uống miếng nước bà hai. Uống miếng nước. À không phải. Ba nó quên, ba nó đọc cái điện thoại cho tới 5 phút sau ba nó cũng vẫn còn đứng đó luôn bà hai. Dạ. Ừ. Nó đứng đó 5 phút luôn, nó đứng gần đó 5 phút luôn á. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên ba nó nhớ xịt nhớ tới nó, cái ba nó nói chích chà nãy giờ quên đếm. Vậy mà nó đứng đó 5 phút luôn á. Không, cái con này nè, mình không kêu nó ra nè, nó không ra nha bà ơi. Nó cũng lì lắm. Lì lắm đó. Rồi giờ ăn xong rồi cất iPad nha chưa? Ăn này cho còn ăn cái cheese. Rồi có sữa chua cheese xong qua nó thích á. Nhậm con ăn hết 2 hũ rồi chị. Wow, ngon á. Nhưng mà có lấy lộn một cái và hỏi con đập cái này là cái gì? Cái đó nó không có đường, mình phải để đường. Cái gì? Cái đó là cái hũ ấy đó. Hũ nào bài? Cái hũ mà có thằng nhỏ đó. Là biểu con đập cái này nè. Không đường hả? Kệ nó đi, khỏi thì không đường cũng được. Nó không ăn. Vậy hả? Phải để luôn chút xíu đường. Trời ơi, chi đường ăn. Đúng chi vậy chứ? Không, nhưng mà ngọt của Hà Lạt nhất là có đường như chi cho nhiều chút xíu à, xí thôi à. Ừ. Lợ lợ cho nó dễ mất, nhưng mà nó không thích, mà thích có cái cây hũ nhỏ. Thôi đây con lại lấy hũ đó con quay coi. Đồ ăn mới mà chay thích nè, mà cái này nó ghi là fresh cheese nên Ngọc cũng không biết là không biết là cái gì đây. No, để mẹ mượn. Thấy chưa? Thấy chưa? Có được không? Đưa đây. Đưa đây cô rút ra. Ở đây. Đổ bể thùng lum bây giờ. Ăn không? Ăn không? Ăn đây, ăn hết cái này hả? Có cái nào? Tự nhiên mày lấy ra, mày lấy cho cô chú coi, tự nhiên còn lại ăn dành là sao chơi? Nửa chừng mới lại. Thánh phô mai. Giờ ok. Đã cute rồi mà còn tính phô mai cute, phô mai que nè. Trời ơi, giờ bà điệu bà đi, cái bà ưỡng bà đi, cái bà quẹo rồi tùm lum hết á. Coi giờ đó, cái chân đứng đó, cái chân đứng đó, cái cà quẹt. Không bao giờ mà đứng im. Không bao giờ cái chân đứng im á.
đứng nó phải làm cái này cái kia. Em nó còn leo lên chân mình nó đứng. Cái nhón nó đồ làm đủ thứ tùm lum đó. Cô chú chịu không nổi với chay đâu. Mẹ. At the Laser Eye Institute. Yeah, that's where I got it done the second time. Is but in a Laser Eye Institute in on 16. Dễ sợ lắm. Oh really? Ừ, diễn bay chay lắm. Cưng con mà với con gặp được. Không có định gì. Ủa đi qua cho mỗi người ôm cái gì đó hả? Đây nữa. Nữa. Gì nữa lại lên. Không đẹp, không đẹp, không đẹp. Nè. Không make a new flap. They just use. Giỏi quá. Cưng lắm. The flap is part of your eye. Giờ tóc là cứ vuốt lên vậy đó. It's always cut. When it's cut, it's always cut. Oh, really? Yeah, just... Nó quá diện á. Rồi, kiểu này chắc đẻ nữa rồi. It's just around the line. Chắc đẻ nữa rồi. So they can't just cut that and then... No, all they gotta do is just pick that and then cái mùi này thèm. Rip the outside work. Yeah. Oh, really? Thôi, mốt có con chị Nhi rồi kêu biết. Yeah, the flap. Once you have a flap, you always have a flap. Nếu qua đi làm, kiếm tiền. Yeah. Thứ bảy chủ nhật em gửi qua. You're always gonna have the flat. Thứ bảy chủ nhật em gửi qua. Ta mắc đi chơi với ai mà gửi nhà. Nhà chị giáo đi chơi gì vậy? Wallpaper. Yeah. Chơi. Kéo ra lấy ra. Slide it right over and laser and then slide it back over. That's why they don't want you rubbing your eyes. Yeah. Especially for me. Thôi xạo quá, trời giờ tự nhiên sợ vô đà. Diễn dễ sợ thì cái chứ. Diễn sâu dễ sợ luôn á. Something. Oh, really? Yeah. So, yeah. Oh, không phải cái mặt không có đưa quay qua nó sợ phải. Hải chơi, hải chơi, hải chơi. Mô không thấy bên kia luôn. Con sao đi ta? Ở đằng sau rồi, sau lưng ổng á diễn, mà không có đi, ổng chỉ quýt lộn thôi. Hi. When I had it done the first time, I changed the cover 100%. Okay, done. It doesn't cover, it covers like 20% now. So I'd have to pay for it myself, so that's why I'm... Hey, so... Yeah, oh, tự nhiên quýnh ông sao nghĩ chạy đi quýnh lộn. Quýnh lộn mà. Chạy vậy. I wanna be a Jedi. His insurance won't cover it. It was all 100% on the phone. Because right now, it's all electric. Yeah. But the thing about it is they were doing it 100% before because then they didn't have to pay for any eyeglasses. You know what I mean? So once you get it. Rồi lên xe đề máy cho Diễn gì Nhi coi coi lại lên. Lên xe đề máy. Lên xe. Talk to her. Say. I think now. What is the force? Actually, I haven't been to Austria to get that checked out on insurance. Thôi đề máy đi. Lên đề máy, lại lên. 20%. Might even be 80%. I don't know. If they cover that much, like 80%, I would totally do it. I'll give that 20%. Nói chuyện đi. Mine cost $3,800 an eye. Hi. Mine was $2,600 an eye, but I got one eye free, so I paid $2,600 the first time. Second time we paid $3,600, and he said, you probably should have paid $3,600 back then, but get one eye free. Well, I mean, my insurance covered it, so yeah, she didn't have to pay for it. All good. That's when I had awesome insurance. And I had the best insurance. I mean, they had to pay